2022, tân binh nữ cực khó đoán, Blackpink chưa chắc thắng nhóm nữ xuất sắc nhất. Không ngoài dự đoán, MAMA 2022 tiếp tục khiến các fan K-pop để lại nhiều tranh cãi trái chiều. Vừa qua, lễ trao giải MAMA đã có động thái rục rịch quay trở lại khi công bố các đề cử sáng giá cho giải thưởng cuối năm. Trên các mạng xã hội tại Hàn Quốc cũng như quốc tế, cư dân mạng đang để lại rất nhiều bình luận với nội dung bàn luận sôi nổi về các gương mặt được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại từng hạng mục. Đúng như dự đoán, hạng mục tân binh xuất sắc nhất có sự chênh lệch một cách rõ rệt. Ở bảng nữ, hàng loạt nhóm nhạc nữ có sức ảnh hưởng nhất năm 2022 như I, Kép 1, Le Sejefam, New Jin, NMIXX và ca sĩ solo Jinner được xướng tên, thì tại bảng nam, hầu hết đều là những cái tên kém nổi, đáng chú ý nhất và có nhiều cơ hội đoạt giải phải kể đến tem vip với thành viên Hanin. Tại hạng mục nam nghệ sĩ xuất sắc nhất, danh sách đề cử là sự đối đầu của Psy, Jaehook, Lim Jangwang, Zico, Kang Daniel. Tất cả đều là những cái tên đáng gờm cho giải thưởng danh giá này. Đặc biệt là Jaehook và Lim Jangwang khi cả hai đều sở hữu lực lượng fan khủng, sẵn sàng chi nhiều công sức cũng như tiền bạc để giúp idol trong các chiến dịch tranh cúp cuối năm. Không hề kém cạnh khi giải nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất quy tụ nên Taeyun, Mai Ai, Yu, Siuz. Tất cả đều là những cái tên đáng gờm, nhiều người cho rằng ba cái tên Yu nên và Taeyun có cơ hội thắng giải nhiều nhất. Giải thưởng nhóm nam xuất sắc nhất dường như chắc chắn thuộc về BTS, trong khi một số ý kiến cho rằng hạng mục nhóm nữ sẽ là cuộc đối đầu giữa Blackpink và IDEL, Tomboy hay Next Do của IDEL. Năm nay làm đều làm rất tốt ở mảng nhạc số, Blackpink thì bá đạo ở mọi mặt trận nên giải thưởng này sẽ vô cùng khó đoán. Bên cạnh đó, từ trước đến giờ, mối quan hệ giữa IG và MAMA muốn cơm không lành canh không ngọt nên việc Blackpink nhiều khả năng trượt cúp là hoàn toàn có thể xảy ra.